Rap Việt mùa 3, Midnight New Grey trong tim và trong tim, mối quan hệ nào cũng sẽ có nước thăng nước trầm. Trong cộng đồng rap hip hop nói chung, Minh Lai, Trần Văn Lai Minh sinh năm 1996, không phải là một gương mặt quá xa lạ. Tuy nhiên khi xuất hiện tại Rap Việt mùa 3, nam rapper này còn chinh phục được cả những khán giả mới, những người lần đầu tiên biết tới cái tên Minh Lai. Với màn thể hiện ấn tượng, anh chàng được cả bốn chọn từ các huấn luyện viên và trở thành chiến binh mạnh trong đội của Andrew. Bên cạnh những lời khen về chuyên môn, điều khiến Minh Lai được chú ý là màn công khai tình cảm với bạn gái ngay trên sóng truyền hình. Cô gái ấy chính là New Grey, Trần Nguyễn Thanh Nhi sinh năm 1999, thành viên team B-Ray và cũng là nhân tố gây sốt không kém trong chương trình. Đi thi rap được cả bốn huấn luyện viên yêu thích, nhận nhiều lời khen từ ban giám khảo và còn có bạn gái đồng hành. Nhiều người nhận xét Minh Lai là thí sinh có tất cả của mùa năm nay. Tuy nhiên anh chàng lại tỏ ra khá bất ngờ vì được khán giả đón nhận nồng nhiệt và vui đùa trên mạng xã hội. Trước khi phát sóng, mình chỉ nghĩ đơn giản là có xuất hiện trên truyền hình cho bố mẹ xem đó vui, nên mình thực sự không ngờ lại được yêu thích nhiều tới vậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, Minh Lai bày tỏ. Nói về việc công khai chuyện tình cảm ngay trên TV, Minh Lai cho hay hầu hết người quen bạn bè đều đã biết về anh và New Ray là một đôi. Khi đi tham gia, được MC Trấn Thành hỏi thêm Minh Lai quyết định khẳng định chủ quyền thêm trên sóng truyền hình về New Ray là trong tim và trong tim. Chuyện tình cảm của mình cũng không nghĩ được mọi người quan tâm nhiều vậy đâu, nhưng với bọn mình tình cảm chỉ là một câu chuyện bên lề, còn khi đến đây chúng mình muốn tập trung nhiều nhất vào các tác phẩm. Minh Lai và bạn gái yêu nhau cũng giống như những người bình thường, bất kỳ mối quan hệ nào cũng có sẽ nút thăng nút trầm và quan trọng là đồng hành, tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại cùng nhau. Minh Lai bật mí về chuyện tình yêu. Dù đã là hoa có chủ nhưng Minh Lai khiến khán giả thích thú bởi anh chàng không ngần ngại thừa nhận mình là fan của Ame, cực kỳ yêu thích nữ ca sĩ. Thậm chí bức ảnh Minh Lai ôm bạn gái New Ray bên cạnh poster của Ame cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi với rất nhiều bình luận hài hước và hóm hình.